vậy mà nói thử đó, thấy chưa đó, trong cái làm việc của mình đó, nó là sơ ý là gì á, hiểu không? Vinh bưu điện á, Vinh bưu điện thằng mập mập to to con á. Đó. Hồi trước nó làm bưu điện. Có chứ không có. À, về chú lộn mà Vinh nó Vinh có bác đúng rồi. Rồi mày Vinh rồi hết chưa con? Hết thấy mấy thùng không? Nó có đưa có phiếu không? Nó có đưa phiếu không con? Không. Ủa không luôn hả? Vậy là người kiểm tra lại bao nhiêu mấy món? Mấy món tất cả? Rác. Dạ. 2 thùng, 3 bịch tại đủ rác. 3 bịch tại 2 bịch tại 3 hả? Rồi đủ hả con ha? Rồi cảm ơn nha. Rồi bye.
nha. Nhỏ nè qua. Đó. Gửi qua Thái Lan luôn. Cái này là cái này gửi qua Campuchia nè. Đó. Thank you.
bơi nhìn chẳng khác liền người ta lên trên kia nhảy vô không có gì nè. Thank you.
Thank you.